Lập Sutaki Roblox.com, shop bán hàng Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Hiện giờ thì rồng lửa đã được mình nuôi lớn tới chừng này rồi. Dự kiến là chắc trong một vài ngày nữa thôi thì rồng lửa sẽ mau chóng lớn để mình có thể cưỡi và đi khám phá. Còn giờ thì mình sẽ trở về nhà để ngủ một giấc, cũng như là bắt đầu cái công việc trong ngày hôm nay thôi. Dự kiến là mình sẽ tiến hành nâng cấp cái nơi ở trước cái đã, vì cái nơi ở của mình thì bây giờ nó rất là chật luôn nè. Đã vậy thì còn có bé dân làng vào ở ké nữa chứ. Thiệt tình, thôi thì mình cho dân làng ở ké chung với mình một thời gian luôn đi. Nay thì chắc mình sẽ dỡ cái ngôi nhà này ra để mình xây một cái ngôi nhà mới nó to hơn. Sắp tới mình ở cho nó rộng rãi thoải mái. Bước đầu tiên thì chắc mình sẽ lấy rìu ra, cũng như là cúp, sau đó mình dọn hết những cái ngôi nhà từ ngôi nhà này nè, rồi ngôi nhà này cũng như là ngôi nhà này luôn, mình dọn hết. Thay vào đó là mình sẽ tự xây cho mình một cái ngôi nhà riêng ha. Sau khi dọn dẹp xong thì bây giờ mình sẽ có được một cái phần đất rộng như vậy nè. Và mình cũng đã lắp vào những cái cây cột đầu tiên cho cái ngôi nhà mới của mình rồi. Mình nghĩ như đây thì cũng khá là thoải mái cho mình sinh sống trong thời gian sắp tới thôi. Giờ thì mình sẽ hoàn thiện nốt cái phần khung cho cái ngôi nhà này trước rồi đó. Sau khi có phần trụ rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gắn cái phần tường thôi. Tường thì chắc mình sẽ sử dụng những cái đá cuội mà nhà cũ của dân làng dùng ấy. Mình sẽ tận dụng để mình xây tiếp luôn ha. Đây, lắp vào phần tường thôi. Chỗ này thì giờ nó chưa được đẹp cho lắm vì nó vẫn còn cái hồ nước nè. Một xíu thì mình sẽ rút nước rồi, sau đó mình sẽ lắp hết cái phần sàn mới vào thôi. Ngôi nhà mới này mình sẽ tận dụng cái lối đi này luôn nha. Cửa mình sẽ dời sang hướng này. Đó, chỉnh cho nó phù hợp với cái kết cấu của cái ngôi làng hơn. Ê, nhưng mà khoan, hình như mình hư cái rìu rồi. Nên là bây giờ mình sẽ làm thêm một cái rìu mới đi. Bằng sắt thôi. Mình có nhiều sắt nè. Đấy, để tiện hơn trong cái việc xây dựng của mình. À mà quên nữa, nãy giờ lo xây dựng các thứ, quên cho rồng ăn. Để mình bay qua bên bển mình cho rồng mình ăn cái đó. Không có để rồng bỏ cử được. Ủa, bây giờ rồng đã bự như vậy rồi. Wow, rồng mình mau lớn thiệt. Càng ngày càng mau lớn nha, cái phần da rồng kìa. Giờ đã có những cái đốm đốm nhìn rất là đẹp luôn. Bụng rồng cũng lộ rõ những cái vân hơn rồi kìa. Sừng thì chưa được dài cho lắm. Thôi, gán thêm một vài ngày nữa đi. Mong là rồng mình sẽ lớn tới mức mà mình có thể leo lên và cưỡi được ha. Giờ thì trở lại cái khu vực này để tiếp tục xây dựng cái ngôi nhà cho mình thôi. Tiếp theo thì chắc mình sẽ xây cái phần tường ở phía trên. Mình sẽ sử dụng những cái ván gỗ sồi còn thừa nè. Đa số là mình vẫn tận dụng những cái nguyên vật liệu sẵn có của ngôi làng không á. Giống như là mình nâng cấp cái nhà của dân làng lên vậy. Như vậy thì cũng khá là tiết kiệm cho mình luôn. Cửa sổ, cái này mình nên làm cửa sổ. Cửa sổ một ô thôi. Rồi, sơ bộ thì cái phần tường nhà của mình nó đã hoàn thành rồi. Giờ mình có thể kiểu như thay thế cái phần sàn này lại cho nó đẹp đẹp hơn, là có thể đưa vào sử dụng được rồi đó nha. Quá đã luôn. Để mình coi nào, cái phần sàn thì mình sẽ dùng loại vật liệu nào là sẽ đẹp nhất nha. Hay là mình lót đá giống như là cái chỗ này luôn ta. Nếu mà lót đá thì trông cũng ok đấy. Được, mình sẽ thử. Mình nấu một ít đá ra rồi mình lắp vào xem coi như thế nào. Chà chà, được của nó nha, được của nó nha. Cái phần sàn này mình khá là ưng ấy. Rồi, và như vậy thì cái phần tường cũng như là phần sàn nhà mình đã xong. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có làm một cái căn phòng riêng, kiểu như là cái phòng ngủ luôn, tận dụng cái ngôi nhà cũ của dân làng nè. Đồ thì chắc từ từ mình sẽ dời qua mới được, tại trong đây nó còn nhiều thứ lắm. Chắc bước tiếp theo thì mình sẽ đi nấu thủy tinh để mình kiểu như là có thể lắp những cái cửa sổ này lại cái đó, và lắp cái cửa chính nữa. Để không thôi buổi tối những cái con quái nó mà tràn vô là mình không có đỡ kịp á. Thủy tinh thì để mình qua đây mình lấy cát đi. Mình không thích lấy cát gần cái nơi ở mình lắm. Sẽ lấy nhiều nhiều tí. Rồi, tầm nhiêu đây. Mang về mà nấu ra thôi.
Lắp thủy tinh lẻ, lắp thủy tinh lẻ nào. Trời 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 trời, thấy người ta xây nhà bự bự cái khoái, vô ở ké liền, dân làng này được hả nhờ. Rồi, mình sẽ lắp ở chỗ này. Ở chỗ này. Chỗ này nữa. Rồi sau đó chui vô đây ngủ luôn. Đây chính là đêm đầu tiên của mình trong cái ngôi nhà mới á nha. Quá là tuyệt vời. Sáng thức dậy thì mình đã có thể tự tin đi khám phá được rồi, vì nơi ở của mình bây giờ đã gần như là hoàn thiện rồi đó. Còn cái máy thì trời ơi, mình thích ngắm sao buổi tối mà mình không máy luôn. Chơi nhà không có máy luôn ha. À đồ. Thôi mình nói giỡn á. Chứ thật ra máy thì từ từ mình sẽ làm sao. Sơ bộ bữa nay thì mình chỉ cần có cái phần tường như vậy thôi, để đảm bảo cho mình có một cái nơi ở an toàn vào buổi tối là được. Giờ thì mình sẽ tập trung vào cái việc đó chính là nuôi rồng cho mau lớn thôi. Đây mình sẽ đem cá qua và cho rồng ăn tiếp. Giờ rồng mình đã bự tới chừng này rồi nè. Không biết là có cưỡi được chưa nữa. Mình sẽ test thử. Mượn cái yên đi. Sau đó gắn vô rồng. Ồ, mình gắn được yên rồi. Và mình đã có thể cưỡi được rồng lửa rồi. Wow, thích vậy. Rồi luôn, mình sẽ có bạn đồng hành mới rồi. Hôm qua thì mình đã kiểu như là nhờ chim mình ngựa giúp mình có thể bay đi khá là nhiều rồi, nên là bây giờ đã tới lúc để chim mình ngựa nghỉ ngơi rồi đó. À quên, mình còn thiếu một cái yên ta. Đúng 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 đúng, để mình bay về mình lấy một cái yên cái đó. Rồi, đáp rồng vô trong luôn. Ui, tính ra nhà không có máy cũng tiện nhờ. Mình có thể đáp rồng vô bên trong ngôi nhà của mình luôn nè. Quá là tiện lợi. Cái yên coi coi. Mình nhớ là mình còn một cái yên nè. Rồi, cái yên này mình sẽ đem qua bên cho chim mình ngựa của mình. Để có gì thỉnh thoảng mình còn cưỡi ẻm đi khám phá nữa. Đây, gắn vào. Giờ thì chim mình ngựa thì chắc mình sẽ để cho ẻm ở trong ngôi nhà của mình đi ha. Đây, giống như là thú nuôi của mình luôn. Rồi, ở nhà với nhà cho mình đi. Bữa nay đi khám phá chắc mình sẽ cưỡi rồng là chính nè. Với cả là rồng sẽ có sức tấn công khá là khủng đấy. Để bây giờ mình sẽ thử coi coi một cái hơi thở của rồng có thể. Ok. Ủa, hình như chưa tới tuổi trưởng thành nên là hơi thở chưa được mạnh cho lắm. Mình phải phun lửa khá là nhiều thì mới có thể nướng chín được một cái con heo nè. Vậy là phải cần phải luyện tập thêm rồi, để cho mau lớn rồi tăng tiến sức mạnh nữa. Chứ phun lửa yếu như vậy thì khó lòng mà đương đầu với mấy cái con rồng hoang dã lắm. Đó, heo mà mình nướng cả buổi còn chưa chết nè. Oh no. Ôi, cái gì vậy? Ôi, Hình như rồng mới phun lửa mình hay sao? Nguy hiểm vậy. Và để cho rồng trở nên trâu hơn thì chắc bây giờ mình sẽ chế tạo cho rồng một cái bộ giáp mặt tạm đi. Mình chưa có nhiều kim cương để làm giáp rồng kim cương đâu. Nên là giờ trước mắt là mình sẽ làm giáp rồng bằng sắt thôi. Điều kiện tới đâu thì mình sẽ cho ẻm tới đó ha. Đây, mình cần 3 khối sắt. Rồi sau đó bấm theo công thức này. Đấy, vậy là mình đã có được một cái giáp rồng rồi. Giờ thì gắn lên người ẻm thôi. Gắn vào. Đẹp thiệt. Rồng lửa mặc giáp sắt trông cũng đẹp lắm nè. Chắc mình cũng sẽ kiếm thêm một cái rương gắn vào người rồng lửa. Để có gì rồng lửa sẽ giúp mình chứa thêm đồ trong những chuyến đi khám phá. Và một thứ rất là đặc biệt, rất cần cho mình trong cái lúc mà mình cùng rồng đi khám phá, đó chính là một cái amulet. Cái đó nó sẽ giúp mình kiểu như là giữ rồng vào bên trong được á. Để coi nào, amulet thì được làm từ một cái ngọc ender. Ngọc ender. Oh no, mình không có ngọc ender rồi. Căng à nha. Vậy thì thôi, tạm thời thì mình sẽ cưỡi rồng thôi ha. Đi săn ngọc ender trước. Phải gán làm cái amulet đó thật là sớm thì mới an tâm kiểu như là dắt rồng đi theo. Tại vì có một số nơi á mình không thấy cưỡi rồng đi qua được á, bắt buộc mình phải cho vô cái amulet thì mới đi tiếp được. Ủa, khoan. Trời, tí nữa là mình quên cái vụ làm giáp cho mình nữa. Làm giáp cho rồng đã rồi, giờ quên vụ làm giáp cho mình. Giáp của mình giờ nó hư khá là nhiều rồi nè. Mình có hai lựa chọn, một là làm giáp mới, hai là sửa lại. Nhưng mà mình chắc sẽ chọn cái phương pháp là sửa lại đi. Tại vì giáp mình đã được cường hóa sẵn rồi.
có bảo vệ các thứ nè. Mình chỉ cần sửa lại da mặt thôi, sửa quần nè, cuối cùng là sửa ổn. Còn cái nón thì vứt luôn, làm nón mới. Mình nhiều sắc mà sợ gì, mặc vào. Cuối cùng là mình sẽ gắn cái cửa vào ngôi nhà của mình. Cái cửa đây, lắp vào. Xong, vậy là chính thức nơi ở của mình đã hoàn thiện rồi đó. Ui ui, cái cửa gắn ngược, gắn gì mới đúng. Đó, mình sẽ lắp thêm một ít ánh sáng xung quanh ngôi nhà của mình nữa, để buổi tối tránh trường hợp quái nó xuất hiện rồi nó làm này làm kia thì mệt lắm. À mà mình cũng có khá là nhiều thịt thỏ từ cái lần đi săn chân thỏ, thế nên là bây giờ mình sẽ làm ra mấy cái xiên thịt ăn cho nó hồi nhiều thức ăn nhờ. Đây, được 12 cái xiên nè. Úi giời, cái này hồi rất là nhiều cái ống thức ăn luôn á nha. Ăn một cái là no hơi bị lâu luôn. Mình sẽ dành những cái phần thịt còn lại để mình cho rồng của mình ăn là hợp lý nè. Khâu chuẩn bị đều đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì gắn thêm cái rương vào người của rồng, sau đó thì lên đường thôi. Để coi bữa nay thì dự tính là mình sẽ trở lại cái ngôi làng gần nhà mình, nơi mà kiểu như có một cái con rồng hoang dã mà lần trước mình cà khịa. Qua đó mình và rồng sẽ thử chiến đấu với nó, coi bữa nay mình có phải là đối thủ của nó hay chưa ha. Mình cũng khá là lo là rồng của mình với cả mình là sẽ không chịu nổi sức tấn công của nó. Nhưng mà không sao, mình tin là mình và rồng sẽ có thể làm được. Giờ thì gần tới rồi đó, nó đâu đó kế bên ngôi làng thôi. Đây, bay qua ngôi làng là gặp con rồng liền nè. Kèo này căng, vũ khí lấy ra sẵn đi. Mình sẽ coi mình có thể bắn cung được không. Mình có thể bắn cung được. Yep, mình sẽ cưỡi rồng và bắn cung cái con rồng hoang dã đó. Này thì bay lượn nè. Nó né. Chúng nè, một hit rồi. Thêm một hit nữa. Nó đang bị mắc kẹt hay sao. Ê, cẩn thận nha. Nó đang tìm cách để nó áp sát mình đấy. Mình sẽ cưỡi rồng và tránh né nó liên tục, không để cho nó áp sát đâu. Rồng của mình vẫn chưa đạt ở trạng thái là trâu nhất á, lượng máu vẫn chưa tối đa đâu, nên là phải thật sự là cẩn thận. Thẳng nó thêm một hit nữa nè, nó chưa có đụng vô mình bất kỳ một hit nào luôn. Mình đang dần có lợi thế rồi đó. Nó vẫn chưa phát hiện ra mình. Chiến này tàn đời nó rồi, nó đang dùng dãy ở dưới kìa. Thêm một hit. Bây giờ cái chỗ đó sẽ là mồ chôn của con rồng này. Ê, nhưng mà nó đang tìm cách nó giết hại lạc đà vô tội kìa. À, con rồng này quá đáng thiệt. Phun hơi thở nó. Đúng rồi, đốt nó đi rồng. Cố lên rồng. Không biết rồng của mình có làm được không nữa. Cố lên. Con rồng lửa nó đang bị rồng nguyên tố của mình đốt khá là nhiều. Và mình và rồng đã làm được rồi. Trận chiến đầu tiên của mình và rồng đã chiến thắng. Quá là đã luôn. Giờ thì cho rồng mình ngồi xuống để mình lại và lút xác con rồng này thôi. Thì cứu mèo. Để coi nào. Đầu tiên thì chắc mình nên lấy vảy rồng đi nha. Tại vì dù sao thì mình vẫn chưa có một bộ giáp thật sự là tốt, nên là mình sẽ lấy vảy rồng, có gì mang về mình làm giáp luôn. Được có 18 vảy à, chưa đủ để làm một bộ giáp full nha. Nhưng mà không sao, như vậy thì cũng khá là tốt rồi. Giờ thì chắc mình và rồng sẽ đi tiếp để đi kiếm thêm Enderman nha. Có Enderman thì mình mới có thể làm được cái amulet cho rồng mình được. À quên, ghé qua đây lấy ít vàng gì nữa. Cái tỏi của con rồng này nhiều vàng lắm. Mang về cũng được mớ. Lút rương thêm coi, biết đâu lại có thêm kim cương thì sao. Đồ sắt không à. Không có thêm kim cương rồi. Cái rương bự. Rương bự cũng chỉ là sắt thôi. Ê, dưới này có chỗ của những pháp sư điện hay sao nè. Ôi cái gì á. What. Mình mới đáp xuống thôi là những tên pháp sư này đã ngẫm của tỏi hết rồi. Trời ơi, rồng mình mạnh vậy. Mấy cái tên đó còn chưa kịp xuất hiện để quấy rầy tụi mình luôn mà. Ảo thật đấy. Những cái cánh cổng mà đen đen đỏ đỏ đằng kia á,
không phải là cánh cổng bình thường đâu. Đó là cánh cổng dẫn tới một cái thế giới khá là nguy hiểm luôn. Mà giai đoạn này thì mình và rồng bước qua bên đó thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều á. Thế nên là giờ thì tốt nhất là nên nhịn đi ha. Từ từ, rồng mình mà full giáp các thứ đồ, tới lúc đó mình qua bên thế giới đó khám phá cũng không có muộn ha. Ồ, phía đằng này lại có thêm một tòa tháp gì nè. Được, được, được. Mình sẽ cưỡi rồng qua đây và khám phá luôn. Để coi coi, nó xuất hiện chưa? Ồ, nó chưa xuất hiện. Mình thấy nó có mấy cái spawner gì nè. Ồ. Ê. What, what, what? Ây, ây, ây. Oh, no, oh, no. Nguy hiểm nha. Ui, đừng, đừng, đừng. Mấy con xương này nó bắn rồng của mình. Này, dám bắn rồng của mình á. Xử nó em. Đúng rồi. Trời, rồng mình mạnh thiệt. Một mình rồng mình xử gần hết cái bọn xương này luôn rồi. Coi nè, đó. Wow, rồng lửa máu chiến thiệt. Không uổng công mình trang bị giáp các thứ đồ. Rồi, 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 ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Giờ công đoạn còn lại là rút rương thôi. Cái này thì mình lo được. Lại có thêm sắt cho mình nè. Cái này thì mình không biết mình có lấy về được hay không. Rồi luôn, bể luôn. Xu thiệt chứ. Không lấy về được rồi. Rương này thì sao? Rương này thì cũng không có đồ xịn. Ừ, đại khái thì toàn là mấy đồ cơ bản thôi. Ê, này thì dám trưởng trưởng mình hả? Rồng mình cắn xa vậy ta. Được á nha. Nhưng mà đó, bây giờ mình không có cái amulet, mình không thể mang rồng xuống tầng dưới được nè. Mình phải tự thân vận động rồi, tự thân chiến đấu thôi. Ờ, nhưng mà cũng đâu còn con nào đâu mà chiến đấu. Nó bị rồng mình xử hết rồi. Cho mình thêm ít khoáng sản tiếp. Sách vở mình sẽ lấy về luôn. Hộp nhạc á, lấy về. Tầng dưới cùng thì sao? Ồ, tầng dưới cùng bọn chúng có cái bản đồ gì kìa. Giống như là bản đồ địa hình xung quanh đây vậy á. Được á nha. Ôi, hình như đây là con boss hay sao vậy? Ôi, nó có tuyệt chiêu xoay 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 cơ. Ghê thế nha. Úi xời, úi xời. Xoay xoay cái gì? Đừng tưởng hai rìu là mình sợ. Ê, hồi máu. Chơi mà hồi máu. Rồi, mình đã quét sạch được cái khu vực này rồi. Và mình sẽ coi thử coi coi cái bản đồ này là bản đồ gì đây. À, kiểu như nó tải cái địa hình xung quanh ở đây vậy á. Ra vậy. Trong này thì đồ đạc nó cũng không có gì quá là xịn. Có thịt thì chắc mình sẽ lấy được nè. Xíu có gì mình cho rồng mình ăn. Ồ, ở đây nó cho mình thêm một cái quyển sách phép thuật cấp độ master luôn. Được, gom về trước đây. Thôi, công trình này đã khám phá xong rồi. Giờ thì cưỡi rồng và đi tiếp thôi. Chỉ tiếc là trong công trình này mình không có loot được bất kỳ cái ngọc Ender nào hết ấy. Nên là rồng mình vẫn chưa có thể có amulet để dùng rồi. Lúc nãy mình có loot được một cái rương hay sao nè. Để mình thử coi coi cái rương này thì nó sẽ cho mình cái phần thưởng gì nha. Ồ, một quyển sách. Curse of Bone, cấp độ 3. Lời nguyền của xương gì á. Ok, mình sẽ lấy mang về luôn đi. Ngoài ra thì còn có mấy cuộn phép nè, mình cũng sẽ dùng thử. Coi coi nó sẽ cho mình cái kỹ năng gì. Wow, nó cho mình một cái hiệu ứng gì đó. Elixir. Cái này cũng tương tự hay sao nè. Wow. Cái hiệu ứng gì lạ vậy. Bây giờ xung quanh người mình nó có một cái lớp xanh xanh gì cơ. Chơi 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 chơi. Lạ nhá, nhìn khá là đẹp luôn. Được, giờ mình sẽ leo lên và cưỡi rồng đi tiếp coi. Coi coi sau khi có hiệu ứng này thì hình như là nó sẽ cho mình một cái lớp trái tim hấp thụ khá là nhiều ở phía trên cái ống máu của mình cơ. Wow, ra là vậy. Nhìn chất thiệt. Ê, bên này lại có thêm một cái trứng rồng nước nữa. Thời mình tới. Đây là cái trứng rồng nước thứ hai mà mình tìm được rồi. Quá là đã luôn. Lại có thêm rương cho mình loot luôn. Tuyệt vời. Thêm một cái cuộn sách phép nữa nè.
Bên này thì tiếp tục là sách phép thuật thôi. Có vẻ chuyến đi này của mình khá là may mắn đó nha. Đây là vùng núi hả ta? Vùng núi thì cũng nhiều khả năng là mình có thể gặp được những cái tổ chứa trứng rồng lửa nha. Lỡ ngớ mình lại tìm thêm được một trứng nữa thì tuyệt luôn. Mình sẽ có được một cặp rồng lửa. Thử nào, đi tìm xung quanh đây coi. Nhưng mà sơ qua thì có vẻ là không có rồi. Ê? Nhưng mà bên này thì lại có một cái công trình. Nó còn có boss nữa à. Ê, nó bắn rồng mình. Ê, chưa, giải cứu ngôi làng. Oh no. Ôi, con rồng này hung dữ vậy. Ui, con rồng này có vẻ là hung dữ hơn con rồng gần cái ngôi làng nhà mình rồi. Chưa gì mà nó đã tấn công mình với rồng rồi. Con rồng này láo thiệt. Người dám vào làng hả? Con rồng chết tiệt. Mình sẽ xử nó. Ừ, hay là mình thả ra cho rồng giáp lá cà với nó nha. Được, mình và rồng sẽ cùng nhau hợp tác chiến đấu. Ê, nó đang ăn thịt mình. Ui, mình sẽ để cho rồng mình tấn công nó. Cố lên rồng. Ê, Ui, nó cắn mình nửa cái máu rồi. Mình và rồng sẽ cùng nhau tấn công nó. Ui, rồng của mình đang đứng yên rồi. Đúng rồi, cặp nó đi rồng. Hay lắm. Trời, rồng lửa đã cứu mình một mạng rồi. Yes, thì cứu mèo luôn. Em đang bị mất máu cơ, để mình cho ăn lại. Rồi ăn lại đi, cho mau hồi phục lại nha. Bữa nay mình đã hạ được 2 con rồng lửa liên tiếp luôn. Quá tuyệt vời. Coi con rồng này giai đoạn 3. Và nó sẽ cho mình bao nhiêu vảy rồng đây? 20 vảy rồng. Tốt hơn hồi nãy một xíu. Như vậy thì kết hợp 2 loại vảy rồng này lại với nhau thì mình có thể làm được một bộ giáp hoàn chỉnh đấy. Bộ giáp kết hợp giữa vảy rồng đỏ và vảy rồng xám khá là hợp lý luôn. Như vậy thì mình đã thành công kiểu như bảo vệ dân làng rồi. Tuy nhiên thì không tránh được cái việc mà dân nó nhào vô nó kiểu như phá hủy ngôi làng. Trời ơi, phá hủy cái nhà của tên bán đồ bịp hả? Kệ, tên này là bị hư nhà cũng gán chịu đi. Tại tên này chuyên gia bán đồ bịp mà. Đó, bán đồ bịp bợm gì nè. Nhìn là thấy ghét, quýnh cái cho bỏ ghét. Ồ, đây có nhà của người câu cá à. Mình xin vài con cá luôn. Ê, sao đánh mình vậy? Trời, tôi mới giải cứu cho ngôi làng luôn á. Lấy ơn báo quán à. Nó nhầm, lấy quán báo ơn à. Thiệt luôn. Nữa cơ. Trời ơi, anh Golem này kỳ quá à. Cứu ngôi làng một lần rồi đó mà lại đánh người ta. Mình coi cái làng này có kiểu như là... À đây rồi, nhà thợ rèn. Có nha. Mình sẽ vào nhà thợ rèn để mình lút rương cái nè. Có những cái quặng tin. Thêm một cái xẻng tung sten nữa. Lụm luôn. Mình chưa có xẻng ấy. Để cái xẻng vô. Rồi, bây giờ thì chắc mình và rồng đã có thể đi tiếp được rồi đó. Bay qua bên cái công trình bên này. Để coi những con boss ở dưới này là như thế nào đây. Ở bên ngoài thì mình thấy nó có khá là nhiều những cái con đứng canh gác cơ. Mình sẽ cho rồng mình đứng dậy và chiến đấu đi đâu. Tấn công. Dám đánh rồng của mình hả? Mổ nó đi em. Rồng mình mạnh lắm. Đúng rồi, tấn công. Rồng mình càng quét ghê thiệt. Ui, dám bắt mình lên hả? Ở đây còn nữa nè. Lên đâu rồng? Bữa nay cho rồng chiến đấu thả ra luôn. Quá dở. Rồi, ở khúc này thì chắc rồng sẽ không có giúp được mình á. Nên là mình sẽ tự mình đi xuống dưới. Rồi sau đó chiến đấu với bọn chúng. Một căn ngay luôn. Tiếp tục. Nó đang chỉ mình về hướng này. À, có con đứng đây canh gác à. Ở đâu nữa? Ui, cái này có đường nhảy xuống dưới. Có nên nhảy không ta? Không sao, làm liều luôn. À, nhảy xuống đây thì mình sẽ xuống cái đấu trường. Ra vậy. Ê, như vậy thì được. Mình sẽ kiểu như là... Ôi. Ôi.
có cái con zombie nó cầm rìu xoay mòng mòng cơ. Nguy hiểm vậy. Mình sẽ nhấn nút để kiểu như là bắt đầu đối mặt với cái thử thách. Ui, cái gì á? À, đó là con boss kìa. Ủa, mình chưa nhấn nút mà. Cái kỳ á. Được, đối mặt với nó luôn, sợ vậy. Bước xuống đây. Thí sinh nào? À, đây rồi, con đầu tiên. Ồ, đầu tiên là hai con zombie. Ra đây nào. Hai đứa nhóc. Ui ui ui. Ây ây. Gì đây? Trời trời, ở trên còn hỗ trợ nữa. Chơi kìa hả? Chơi mà ở trên bắn bắn xuống kìa. Tiếp tục. Mình sẽ bấm thêm một cái nút nữa. Để thử thách tiếp theo nào. À, tiếp theo là ba con lận à. Được luôn. Ui, cái con lần này nó có khiên, nó đỡ được những cái mũi tên của mình. Nhưng mà bây giờ mình cận chiến thì sao đỡ? Sao mà đỡ được cận chiến? Rồi, và tên cuối cùng thì mình sẽ đọ cung với nó. Headshot nữa nè. Ui ui, hồi máu. Này thì hồi máu. Lụm luôn. Tiếp theo. Ê, cái tên đó ngày càng quá đáng nha. Mình ở đây thì chiến đấu cực lực, hắn ở trên thì hắn thả đệ xuống để đánh tiếp mấy cái đàn em của hắn. Công bằng nằm ở đâu? Thấy ghét à. Tiếp theo. Ui, tiếp theo là ba tên zombie luôn. Ây ây ây, cái gì đâu vậy? Ừ, mình có cái gậy này mà nhờ. Đúng. Mình có thể kiểu như là dùng cái gậy này để mình tấn công bọn chúng. Cái gậy này thấy vậy chắc cũng mạnh đó nha. Mình đón vậy. Ui ui ui. Ấy, hắn có mũi tên xịn hay sao á? Hắn bắn mình dồn vô vách tường luôn kìa. Ouch. Không ổn rồi. À đâu, hắn cầm súng à, hèn gì. Hèn gì hắn bắn mình quá trời thốn luôn. Nguy hiểm thật. Còn mấy thử thách đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 thử thách lận. Chết tiệt thiệt mà. Thôi, cố lên. Mình phải vượt qua mấy cái thử thách này thì may ra mình mới mạnh lên được. Ồ, ở đây nó có cái lọ thuốc vậy nè. Coi thử coi. Cái này thì nó hồi cho mình 2 trái tim. Ồ, tốt nè. Mình sẽ tận dụng cái lọ thuốc này trong những cái trường hợp cấp bách. Giờ thì tới. À, một con zombie. Zombie tàng hình à. Quất nó luôn. Thêm con ngựa mà thôi. Ngựa thì không có làm hại mình nên mình sẽ tha đó. Cho mình một cái nón mới nè. Tốt. Tiếp tục. Cánh cỡ tiếp theo sẽ đối mặt với con nào đây? Rồi, giờ nó mặc giáp kim cương rồi. Khó cho mình đây. Mình thì giáp sắt thôi, nó full giáp kim cương. Nhưng mà mình cũng sẽ không có rén đâu. Ủa, đâu ra con này nữa vậy? Nó xoay xoay nhìn thấy ghét thiệt. À, xoay chứ chả xoay hả? Xong. Tiếp theo nào. Ừ, để mình thả ra hai con lượt coi được không á. Hình như được á. Ồ, chính xác. Lần này mình sẽ đương đầu với hai con cùng một lúc luôn. Ui, con đầu tiên cầm giáo kìa. Ê, nó chọt gì? Sai vậy? Con này cầm một cái cây kích khá là xa, khá là dài luôn. Hay á. Mình quýnh nó bể giáp rồi. Xong. What? Nó còn có một con cá bạc đầm lầy bực cực bự luôn. Trời đất ơi. Nhưng mà nó cũng không phải là đối thủ của mình. Xong rồi. Ủa? Giờ mình đã tới căn phòng chứa kho báu rồi. Rồi. Thành công chinh phục thử thách của cái đấu trường này rồi. Lút đồ mang về thôi. Kim cương máu nè. Vàng đâu nè. Kiếm. Kiếm này có dòng cường hóa khá lạ. Mình sẽ mang về luôn. Biết đâu mình lại cần á. Rương bạc cũng lấy về. Bên này thì cho mình thêm yên cưỡi. Một cái ủng.
rất nhiều kim cương nha. Rồi thêm những cái cộng lông nữa nè. Hai cộng lông này hình như khác nhau thì phải. Ủa giống nhau mà nhưng mà nó không stack được thôi. Thêm một cái quần kim cương luôn. Đã vậy, mặc vào liền. Hết rồi. Khối vàng thì mình sẽ không bỏ lỡ đâu. Ủa nhưng mà sao ngộ, sao mình không thể đào được nha. Ủa lạ vậy, sao mình không đào được ta. Kỳ nha. Mình không biết tại sao nữa mà mình mình không thể đào nữa. Được rồi. Hay là do mình chưa đánh bại con boss này nên mình chưa có đào được nha. Mình thấy trên đây nó có thêm một con boss nè. Mình sẽ ấn nút thêm một cái nữa. Coi coi con boss có chịu xuống đây không. Nó không chịu xuống rồi. Vậy chắc mình phải đi lên mình tìm nó. Ok. Ồ, ở đây còn thêm một cái rương nữa nè. Ồ, nó còn tầng dưới. Ui ui ui. Ai ai ai. Ui đâu ra cái con chiến binh được cường hóa ghê vậy. Cái tầng dưới này thì bọn chúng đang nhốt những cái mụ phù thủy. Nhốt cả gấu nữa nè. Chết tiệt. Người cầm súng là ta sợ hả? Đừng có hòng. Ta sẽ không sợ ngươi đâu. Đừng tưởng có súng là tưởng bở. Này thì cầm súng. Rồi tịch thu luôn cái ổn của nó. Giờ thì mình sẽ thả. À không, phù thủy thì không nên thả đâu. Chó sói này thì không phải của mình nên là không có dắt về được. Mình cũng không có đập cái mấy cái này ra để thả được luôn. Khó ghê á. Còn cái rương này thì là một cái rương 7 nha. Thôi bắt buộc rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Wow, nó nổ to phết. Thôi, giờ dắt mình sẽ đi lên đó. Coi thử coi coi có phải dẫn tới chỗ của con boss hay không nha. Hình như là... Ồ, hình như là phải đó. Mình sẽ cần đi một vòng trước khi đi qua chỗ con boss đằng kia. Được luôn. Mình phải quyết tâm hạ nó cho bằng được. Mặc dù chỗ này hơi có nguy hiểm một xíu. Trời trời, con này nó gình sẵn để nó úp sọt mình ạ. Nguy hiểm vậy. Thêm một con khác nữa nè. May cho các ngươi á là chỗ này á, rồng ta không chui vô được thôi. Không là có rồng thì chắc nãy giờ mình vượt qua cái công trình này đúng nhanh luôn á. Rồi, và con boss đang ở trước mặt mình. Ui, nó tung chưởng mình cơ. Khó chịu đấy. Ta sẽ bắn người một cái. Ê, con này miễn nhiễm với cung. Con này miễn nhiễm hoàn toàn với cung luôn. Thuốc may mắn, thuốc độc. Ủa, rồi sao đánh nó đây ta? Oh my god. À đây rồi, mình đập cái bình kia là mình đánh được nó rồi. Láo tét. Mình sẽ cận chiến, mình có hút máu mà. Ê, ê, ê. Nó uống máu rồi kìa. Người dám uống máu trước mặt ta hả? Rồi rồi, nó đã trả giá rồi. Vì cái tội dám chịu hồi đệ rồi cà khịa mình trong lúc mình chiến đấu. Và coi coi con boss này sẽ cho mình những cái gì đây. Một quyển sách cường hóa trông khá là xịn. Thêm một cây gậy xương nữa. Rồi một cái cuộn phép. Cuộn phép này chắc mình sẽ dùng thử đây. Mình nhìn thấy nó khá là lạ luôn. Xem coi cuộn phép này sẽ cho mình cái hiệu ứng gì. Mình sẽ có hiệu ứng True Sight. Không biết nữa. Mình chưa thấy công năng gì của nó hết. Rồi trong rương này thì cho mình thêm một cái kiếm kim cương nè. Có vẻ tốt. Với cả một cái áo giáp kim cương luôn. Tuyệt vời. Giờ thì mình đã có được một cái... Ủa, từ từ. Mình đã có được một cái áo cũng như là một cái quần kim cương hoàn toàn miễn phí rồi. Để cứu mèo. Chắc bây giờ mình sẽ đi lên thôi. Trở lại với rồng của mình. Nãy giờ rồng mình dầm mưa quá trời để đợi mình kìa. Tội nghiệp em không? Úi. Ê. Ở đây vẫn còn đường nữa à. À, đây là đường lên. Như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì
Rồng lửa của mình đã trưởng thành hơn. Sức tấn công thì có thể nói là cực khủng luôn. Có thể giúp mình đương đầu với những cái con rồng lửa hoang dã mà lúc đầu mình không hề dám kiểu như là cận chiến với nó. Ngoài ra thì mình còn đột nhập vào một cái công trình và đương đầu với khá là nhiều cái con boss trong cái công trình đó. Tuy nhiên thì mình đã vượt qua và nhận được khá là nhiều đồ ngon luôn á nha. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm kiểu như săn được ngọc Ender để có thể chế tạo cho rồng của mình một cái amulet để giúp di chuyển vào những cái nơi chật hẹp hơn một cách dễ dàng. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình trở thành kỵ sĩ rồng của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.